Trong khi mưa lớn liên tiếp nhấn chìm nhiều nơi tại Trung Quốc, thì một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter bất ngờ xảy ra ở huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông vào sáng ngày 6 tháng 8, khiến hàng trăm ngôi nhà sụp đổ. Trước đó, ánh sáng đỏ kỳ lạ đã xuất hiện trên bầu trời. Đường phố Hà Nam có rất nhiều chim én bay khắp trời. Hồ Bắc bất ngờ xuất hiện mặt trăng máu và Hà Bắc cũng đột nhiên xuất hiện tuyết rơi. Nhiều người Trung Quốc đang lo lắng. Họ tự hỏi liệu ánh sáng đỏ trên bầu trời và mặt trăng máu có liên quan gì đến động đất hay không? Đó có phải là điềm báo trước của một sự việc gì khác chăng? Nếu nhìn lại lịch sử thì câu trả lời là chắc chắn có. Nhưng hiện tượng bầu trời rực đỏ hay trăng máu không chỉ đơn thuần là lời cảnh báo các tai họa lớn nhỏ, mà phía sau vẫn còn một số điều mà hôm nay Tinh Hoa TV sẽ cùng mọi người phân tích. Sơn Đông, Trung Quốc, trời đỏ rực, tứ khố toàn thư tiết lộ huyền cơ. Hiện tượng bầu trời đỏ rực hay mặt trời đỏ như máu đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử Trung Quốc và hầu hết đều xuất hiện vào cuối các triều đại. Người xưa cho rằng màu đỏ chủ về binh đao và mất mùa, nên trăng máu và bầu trời có màu máu xuất hiện được cho là điềm báo tai họa, nhất là tai họa chiến tranh hạn hán. Bậc thầy phong thủy nổi tiếng nhất thời Đường, Lý Thuần Phong đã viết trong Ất Tỵ Chim như sau: khi luồng khí đỏ bay ra khỏi con tàu bầu trời, trong vòng một năm sẽ có một người tự lập, tức là làm vua. Khí đỏ như máu khắp nơi là dấu hiệu đổ máu. Khí đỏ bao trùm mặt trời như ánh sáng máu, hạn hán khốc liệt, dân chúng đói khổ, đất đỏ ngàn dặm. Mây đỏ vây quanh ở trên, bày hướng đông tây, quốc gia chịu binh đao. Người xưa có câu: nguyệt hữu huy hoàng, ám sắc thị quang, thiên tai giáng chỉ. Tức là khi mặt trăng sáng mà biến thành màu máu thì nhân gian sẽ có tai họa. Khi trăng có màu máu cũng là lúc khí âm nặng nhất, quỷ môn quan sẽ mở ra, ác quỷ sẽ đến làm hại nhân gian. Vì vậy, mỗi khi mặt trăng máu xuất hiện, nhân gian sẽ có biến động tương ứng, núi sông tan thương, lửa cháy khắp nơi, binh đao loạn lạc. Trong lịch sử Trung Quốc cũng có ghi chép nhiều sự kiện lớn như xung đột vũ trang, thay đổi triều đại khi mặt trăng máu xuất hiện. Ví như năm 1498 sau Công Nguyên, vào thời Tề Minh Đế của Nam Triều, mặt trăng máu xuất hiện, Tư Mã Vương khởi binh mưu phản. Vào cuối thời nhà Minh, sau khi hoàng đế Sùng Trinh lên ngôi, dị tượng bầu trời đỏ như máu xuất hiện khắp Thiểm Tây. Kết quả sau này ông đã treo cổ tự sát tại Môi Sơn. Trong sách Tứ Khố Toàn Thư có một cách giải thích sâu hơn về dị tượng này như sau: canh năm ngày 25 tháng 3 năm Sùng Trinh thứ nhất, tức năm 1628, cả bầu trời Thiểm Tây đỏ như máu, giờ Tỵ chuyển dần sang màu vàng, mặt trời bắt đầu xuất hiện. Chiêm tinh gọi hiện tượng đó là xích sảnh, nghĩa là tai họa đỏ sẽ xảy ra đại hạn, việc binh đao khẩn cấp. Quả thật trong năm đó, giặc Bạch Thủy là Vương Nhị đã tạo phản. Thời Cận Đại, rất nhiều người đã so sánh ông Tập Cận Bình với hoàng đế Sùng Trinh. Cả hai đều được đặc biệt danh là Tổng Gia Tốc Sư. Khi xưa bầu trời xuất hiện trăng máu, Triều Minh sụp đổ, vua Sùng Trinh treo cổ tự sát. Giờ đây trên bầu trời ở Sơn Đông lại xuất hiện dị tượng này. Người người đang bàn tán liệu có phải đại sự nào đó sắp phát sinh hay không. Tập Cận Bình quyết không để lịch sử lặp lại. Người Trung Quốc có lẽ sẽ am hiểu về lịch sử và những sự kiện trong quá khứ của Trung Quốc nhất, và có lẽ cũng vì bài học lịch sử vừa nêu ở trên, nên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện tại dù đã bước sang tuổi 70, vẫn nắm trong tay quyền lực tối cao trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, nhưng ông vẫn chưa chọn ra người kế nhiệm tiềm năng. Vì sao? Vì theo cách hành xử của các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng một khi người kế nhiệm xuất hiện thì các chính trị gia trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tự nhiên bắt đầu điều chỉnh lại lòng trung thành của họ. Điều này có thể làm suy yếu quyền lực của ông Tập Cận Bình và làm dấy lên lo ngại rằng người kế nhiệm đang có âm mưu chiếm đoạt quyền lực. Vì vậy mà đến nay vẫn chưa xuất hiện cái tên người kế vị. Tuy nhiên, việc để trống chiếc ghế người kế nhiệm quá lâu cũng có thể khiến ông Tập ngày càng xa cách với các thân tín trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và khiến các phe đối lập tức giận, từ đó gieo mầm cho một cuộc đảo chính. Về lý thuyết, Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm các nhà lãnh đạo cầm quyền suốt đời,
nhưng tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022, những quy tắc đó đã bị phá bỏ. Tập Cận Bình đã loại trừ mọi bất đồng chính kiến, cuối cùng giành được nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có tiền lệ. Truyền thông nước ngoài cũng từng nhận định rằng người kế nhiệm của ông Tập Cận Bình chính là bản thân Tập Cận Bình. Trong cuốn Những bài đọc chọn lọc về tác phẩm của Tập Cận Bình được xuất bản vào tháng 4 năm 2023, có một số trích dẫn của ông Tập trong 10 năm qua. Trong số đó, chủ đề người kế vị được dư luận đặc biệt quan tâm. Tập nói rằng khi lựa chọn và đào tạo các quan chức trẻ, nguyên tắc đầu tiên là giáo dục họ trung thành với đảng và kiên quyết ngăn chặn những kẻ hai mặt trong chính trị. Người kế nhiệm là một khái niệm mang tính chất tổng thể, không thể hiểu một cách máy móc. Không phải nói đến một con người cụ thể nào phải giáo dục, dẫn dắt quan chức trẻ để họ có thể tiếp quản tốt, chứ không phải cân nhắc đảm nhiệm một vị trí riêng biệt nào đó. Quan chức trẻ không được tự trù tính, tự suy tính quá nhiều sẽ dễ vi phạm nguyên tắc của tổ chức. Ông nhấn mạnh, cán bộ trẻ ưu tú không thể xếp thành nhóm đặc biệt, không thể ngồi đó chờ được đề bạt như thái tử. Nhà sử học Lý Nguyên Hoa nhận định, thực tế là ông Tập luôn muốn giữ nhiệm kỳ suốt đời, vậy nên ông ấy không thể lập người kế vị. Ông Đinh Thụ Phạm, giáo sư danh dự của Viện Nghiên cứu Đông Á tại Đại học Chính trị Đài Loan, từng phân tích rằng hiện tại ông Tập không hề chủ động tìm người kế vị, nhưng mặt khác cũng không ai dám làm người kế nhiệm ông, bởi trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người kế vị được chỉ định ấy cuối cùng đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Ví như, trong số các quan chức từng bị đồn là ứng cử viên cho ngôi vị thái tử, thì cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài đã ngã ngựa. Nguyên phó thủ tướng Hồ Xuân Hoa đã bị chuyển sang một vị trí nhàn hạ ở Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Còn cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ, một thân tín của ông Tập, đã bị điều về Thiên Tân, còn không được làm nổi đến chức ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 20. Quay trở lại những gì đang xảy ra, những câu chuyện lịch sử về thiên tai nhân họa xưa nay vẫn luôn là lời cảnh tỉnh. Nhân quả không phải để hù dọa, mà là biển chỉ đường để tìm về thiện lương. Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao chính quyền hành ác mà bao nhiêu người dân Trung Quốc phải hứng chịu nhiều tang thương như thế, là thần Phật không từ bi với người dân Trung Quốc chăng? Quý khán giả thân mến, chúng ta đều biết đến câu nói này, người đáng thương ắt có chỗ đáng trách. Trời đất không tự nhiên mà giáng họa cho con người. Bài viết Ông trời đã cho người dân Trung Quốc rất nhiều cơ hội của tác giả Thiên Bảo, đăng tải trên trang web tinhhoa.net, sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.